Xin chào anh Ngô Văn Bang ở Bắc Giang và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay em test cho anh một bộ mạch loa kéo để chế làm loa kéo ấy. 12V. Thì ở đây anh có đặt mua bên em là một mạch khuếch đại 840W có giá là 620.000, một mạch giải mã Bluetooth 140, một mạch chỉnh âm sắc 12V đôi V1 120 và một mạch mic đôi V1 140 luôn. Tổng giá trị sản phẩm của anh là 1.020.000. Cả tổng giá tiền là vận chuyển là 1.050.000. Thì hiện tại em đã kết nối mạch Bluetooth vào mạch âm sắc rồi. Bây giờ anh chỉ về việc cấp nguồn cho nó thôi. Cái này mạch khuếch đại anh cấp nguồn từ 24V đôi đến 30V đôi nhé. Còn hai này là 12V đôi. Và em sẽ sử dụng cách kết nối đi. Đây, kết nối thì tên thiết bị Bluetooth nó có tên là BT Speaker. Em đã kết nối rồi nhé. Và bây giờ bật nhạc này. Mở âm lượng lên nhé. Bạn nào muốn nghe chi tiết của âm sắc nhạc thì nên đeo tai nghe hoặc kết nối với dàn âm thanh ở ngoài nhé. Bây giờ em test sang cái mạch mic nhé.
lỗ mic 1 này. Lơ 1 2. Cái này là delay này. Cho echo lên trước. Echo lên này. Lơ 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 1 1 2. Lơ 1 1 2. Lơ lơ lơ. Lơ 1 1 2. Lỗ mic 1 hoạt động bình thường nhá. Lỗ mic 2 này. Lơ lơ 1 1 2 3 4. Đấy, như vậy là hai lỗ mic hoạt động bình thường. Bây giờ mình sẽ mở nhạc nhỏ lên. Và test hai kênh nhá. Mở lại từ đầu. Cái nó lại kênh thứ nhất. Kênh thứ hai này. Ra đánh dấu ký hiệu nhé. Bạn nào mà muốn mua tất cả các sản phẩm này bên mình thì cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại Zalo như trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể truy cập vào trên đó hoặc Shopee để đặt hàng. Shop bên mình đang có hiện tại đang có hai cái tên đấy, link là linh kiện 789 hoặc mèo vật 789. Ngoài ra các bạn có thể đặt hàng trên trang web ứng dụng của bên trang web của bên mình nhé. Linh kiện 789.vn cũng được. Các bạn viết liền, không dấu không cách. Linh kiện 789.vn. Và hiện tại tất cả các cái mạch này bên em đã kết nối sẵn rồi, đánh dấu sẵn rồi. Chỉ có mình cái mạch công suất thôi. Là bên em cái kiểu là để đánh dấu, để ráp cái bộ mạch loa kéo như thế này. Còn mỗi một mạch này là mạch cuối cùng thôi. Đấy. Tất cả như thế này em sẽ để nguyên nhá. Anh về nhà anh việc cấp nguồn lên thôi. Đây, cái này chờ anh giấu này. Còn ba cái này này. Anh về nhà anh chịu khó xem lại cái video nhá. B74 tháo loa. Loa này anh về nhà anh đấu đúng âm dương nhá. Không có là không nghe được rõ bát tinh chép của nó đâu ạ. Đây. Thứ nhất là mạch Bluetooth này. Mạch Bluetooth có ký hiệu là E98 này. Đây. Mạch mic này C65 hay 66 đấy. Đây. Anh nhìn ký hiệu nhá.
Còn cái này là B74 này, mạch âm sắc. Và cái này là em đánh dấu luôn, ốc vặt 759. Anh về nhà anh chịu khó bố trí cho nó thêm cái quạt này nhé, quạt thắng nhiệt ấy. Hiện tại trên đây nó em thấy nó nóng nóng rồi. Đây, đây là ký hiệu có mạch công suất 840W. Ok, xin cảm ơn anh đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của bên em. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Chào tạm biệt.